anh em nhé. Hôm nay shop giới thiệu cho anh em một chiếc máy vệ sinh hơi nóng cao cấp nhé, của Italy. Anh em có nhu cầu ấy, thì alo cho shop nhé. Thì rất là nhiều tính năng nhé, cực kỳ nhiều luôn. Đó, vệ sinh nhà cửa, bếp núc, nhà vệ sinh, nhà tắm, lau nhà, đấy, lau thảm, giặt thảm và ủi quần áo và rửa xe hơi, đấy, rửa lỗ thất xe hơi á. Đó. Đây là cửa kính này, anh em có nhà cửa kính nhiều thì sử dụng. Đây là lau kính nhá. Đó, hơi của nó này. Anh em nhìn thấy chưa? Hơi của nó khủng. Đấy. Quá khủng luôn anh em nhé. Thì mình có thể thay đổi rất là nhiều những cái chổi khác nhau để mình sử dụng theo cái mục đích. Thì bên trong đây nó phụ kiện mà nó còn đầy nhá, nhiều lắm. Anh em tha hồ mà đam mê. Đấy. Máy hàng lướt gần như mới luôn. Giá máy mới thì bằng con xe tay ga AB các anh em nhé. Áp lực của nó, nhìn thấy hơi của nó ghê chưa? Nhu cầu thì alo cho shop nhé, tư vấn thêm. Đó. Cảm ơn anh em nhé.